À vâng, em chào chị ạ. Chị muốn mua sản phẩm collagen ấy thì không biết là hiệu thuốc mình có sản phẩm nào để tư vấn cho chị không? À, thế thì không biết chị đã từng sử dụng collagen bao giờ chưa ạ? Hay là bây giờ mình mới tìm hiểu để sử dụng ạ? À, dạo gần đây ý, chị thấy da chị sạm nám nhiều, rồi không đều màu này, rồi da lại thấy nhăn, nói chung là khô lắm. Dạ vâng. Thì các chị ở cơ quan của chị có mách cho chị là dùng sản phẩm collagen. À. Với cả hình như là các chị bảo là dùng cái sản phẩm gì Habi collagen ấy em. À, thế ạ. Ừ, không biết là hiệu thuốc mình có không nhỉ? Dạ có chị ạ. Ừ. Đây hiện tại thì hiệu thuốc của em đang phân phối cái sản phẩm collagen Habi này. Ừ. Thì cái sản phẩm này ấy, nó rất là tốt cho cái làn da của chị em phụ nữ mình gặp phải những cái tình trạng như là khô da này, hay là nám sạm, hay là hoặc là những cái nếp nhăn này này đó. Hoặc là những phụ nữ mà ở tuổi tiền mãn kinh ấy đấy, là sử dụng collagen này rất là tốt, có thể cải thiện được hết những cái tình trạng đấy. Nếu mà mình sử dụng một thời gian mà đúng và đủ liệu trình ấy thì da của mình sẽ rất là mướt, căng mịn và bóng khỏe đấy chị ạ. Là đúng rồi, tại vì chỗ làm của chị ấy, các chị ấy dùng Habi collagen nhiều lắm mà thấy bảo là hiệu quả tốt lắm. Thế dạ vâng. Với mách cho chị đấy. À thế ạ. Thực ra là cái sản phẩm này bên em ấy, các chị em cũng feedback lại rất là tốt. Tại vì mọi người sử dụng đều ấy là da cực kỳ là đẹp luôn chị ạ. Ừ, thế thì cho chị một liệu trình nhé. Dạ vâng ạ. Thế em lấy cho chị liệu trình là 3 hộp chị ạ. Ừ. Đây ạ. Chị về chị cứ sử dụng đều đặn giúp em với nhá. Cái này nó là dạng nước, dạng tép, thế nên là chị mang đi đâu nó cũng tiện lắm. Ừ, đấy, thế dễ uống cực chị ạ. Thích cái gì mà tiện lợi như này. Vâng, ừ, đây của chị đây. Cảm ơn em rất nhiều nhá. Vâng, em chào chị ạ. Xin chào mọi người, tôi vừa giới thiệu cho khách hàng sử dụng một liệu trình Habi Collagen. Khách hàng gặp phải cái tình trạng là da đen này, sạm, nám và không đều màu, da rất là khô và xuất hiện nếp nhăn, đã được bạn bè giới thiệu nên là qua hiệu thuốc chúng tôi mua sản phẩm Habi Collagen về sử dụng. Như các bạn đã biết ý, thì da lão hóa này, khô, sạm hay là tàn nhang thì nó là cái nỗi ám ảnh của nhiều chị em hiện nay rồi. Bởi vì nó gây ra hàng loạt những cái biến đổi về nhan sắc cũng như là tâm sinh lý, khiến da của chúng ta bị chảy xệ này, thâm nám. Có thể nói ý, thiếu hụt collagen chính là cái nguyên nhân mà lấy đi tuổi xuân của nhiều phụ nữ, khiến họ phải lo lắng gấp rút tìm cho mình những cái sản phẩm hỗ trợ và khắc phục cái tình trạng này. Và hôm nay ý, thì nhân có dịp để chia sẻ thì tôi sẽ giới thiệu đến mọi người về sản phẩm Habi Collagen. Và tôi tin chắc ý, đây sẽ là một sản phẩm mà không khiến mọi người thất vọng đâu ạ. Habi Collagen là một sản phẩm với ưu điểm nổi trội, có nguyên liệu nhập hoàn toàn từ Đức và Pháp, được sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến để mang đến hiệu quả giúp làm mờ nám này, xóa nhăn, giúp làn da của chị em trở nên căng bóng, mịn màng, trẻ hóa và trắng hồng. Với thành phần như là collagen thủy phân, có hàm lượng cao, bổ sung nhanh collagen cho da, xương khớp, kích thước phân tử nhỏ chỉ bằng 1/60 kích thước của collagen thông thường và sẽ giúp hiệu quả gấp 7 lần so với các loại collagen thông thường khác, sẽ giúp làn da của chúng ta nhanh chóng căng mịn và săn chắc. Còn đối với chiết xuất đông trùng hạ thảo ở trong Habi Collagen sẽ giúp tăng cái oxy và ATP cho các tế bào, từ đó là làm giảm bớt tình trạng suy nhược, mệt mỏi của cơ thể. Và trong đông trùng hạ thảo ấy, thì có các chất dinh dưỡng có thể làm giảm nếp nhăn và làm chậm cái quá trình lão hóa cũng như là tái tạo làn da khỏe mạnh, căng tràn sức sống và tăng cường hệ miễn dịch. Đối với cái thành phần yến xào thì rất có lợi cho quá trình tăng trưởng biểu bì, giúp xóa mở các nếp nám này, tàn nhang này. Và ngoài ra ấy, thì yến xào còn giúp tái tạo, dưỡng ẩm cho da và xóa mở các nếp nhăn, hạn chế cái quá trình lão hóa trên da, giúp các chị em tự tin hơn với một làn da tươi trẻ và không tì vết. Còn đối với thành phần lựu và chiết xuất anh đào thì sẽ giúp chống oxy hóa cho cơ thể, giúp làm giảm cái tình trạng nám da này, giúp da của chúng ta trắng hồng rạng rỡ và tăng sinh collagen. Đối với thành phần L-citin thì L-citin là một cái amino acid tự nhiên có trong nhung hươu, giúp hỗ trợ điều trị cái tình trạng sạm da do sử dụng các loại mỹ phẩm khác nhau, hay là phụ nữ ở tuổi tiền mãn kinh, rám nắng hay là cháy nắng, giúp hỗ trợ tình trạng rụng tóc, gãy tóc. Còn đối với thành phần isoflavon thì đây là một hợp chất giống như là estrogen ấy, sẽ giúp làm chậm cái quá trình lão hóa, loại bỏ các gốc tự do và các vết nám, giúp bổ sung nội tiết tố, làm giảm tình trạng khô hạn, bốc hỏa ở phụ nữ tiền mãn kinh, giúp cung cấp và cân bằng cái hàm lượng estrogen giảm sút trong cơ thể và làm cho da của chúng ta thêm săn chắc, cơ thể mềm mại hơn. Còn đối với thành phần hyaluronic thì sẽ giúp da giữ nước và dưỡng ẩm và chống khô da. Ngoài ra thì trong Habi Collagen còn có các thành phần như là vitamin B3 này, vitamin B5 có công dụng là se khít lỗ chân lông, chống lão hóa da và làm giảm nám sạm da, chống nắng nội sinh, giúp làm khỏe và tăng độ ẩm cho da và tóc, giúp óng tóc, khỏe da. Và khi các thành phần này được kết hợp với nhau sẽ mang lại một hiệu quả tối ưu cho người sử dụng, giúp cân bằng nội tiết tố nữ này,
giảm các triệu chứng bốc hỏa, nóng trong, làm giảm các triệu chứng như khô da, nhăn da hay là sạm da, giúp bổ sung collagen, giúp dưỡng da và tăng độ ẩm, tăng đàn hồi cho da và làm đẹp da hiệu quả. Đặc biệt là Habi Collagen thì đây là một sản phẩm dạng nước nên là cái độ hấp thu rất là tốt vào trong cơ thể. Và với thiết kế dạng túi nên cực kỳ là tiện lợi, có thể mang đi chơi này hay là đi công tác, chúng ta vẫn có thể sử dụng được rất là tiện. Và sản phẩm hiệu quả sau một liệu trình sử dụng 3 hộp là người dùng đã có thể cải thiện được những cái tình trạng như là nhăn da này, chảy xệ, nám da, khô da, và thay vào đó ấy, là sẽ sở hữu một cái làn da mà trắng sáng, trẻ hóa, căng bóng mịn màng. Và qua những chia sẻ vừa rồi của tôi ấy, thì hy vọng rằng mọi người, các chị em sẽ tìm cho mình được một sản phẩm bổ sung collagen giúp chăm sóc làn da khỏe đẹp từ bên trong, an toàn và hiệu quả.